VOA Speak Up dành cho những bạn muốn nâng cao khả năng nghe nói tiếng Anh, một cơ hội trò chuyện với người bản địa qua Google Hangout. Những bạn tham gia sẽ được hỏi về một chủ đề ngẫu nhiên, tương tự như trong bài thi TOEFL IBT. Bạn có 15 giây để chuẩn bị và 45 giây để thể hiện ý kiến, quan điểm của mình về chủ đề đó. Nào, cùng xem hai trong số những bạn tham gia vào chương trình tuần này đã trả lời câu hỏi của VOA như thế nào nhé. Welcome to VOA Speak Up, where you will be able to practice your English speaking skill and learn different ways to deliver a topic. Today's topic is, what is your dream job and why? So, you think you're ready for the speaking test? Let's see. Let's want to open a coffee shop for the couple who are in love each other, because in Vietnam it is very difficult for them to find a right place to show their feeling. I will decor romantic and with the French songs and maybe the candles. I will try to make a romantic place for the couple, and they could show their feeling with each other, because everyone in my cafe just focus on the people in front of them. It means the people, they are in love. From my childhood, when I have a computer, so and I program the small software on my computer, so I'm really excited. My dream job is become a software engineering, and I really love programming on the computer. So it's in my passion, and I would like to make money from programming. I decided to join an IT company, and I want to make software for everyone, and want to earn money from them. How do you think our friends are doing? If it were you, how would you answer the topic differently? Please join our conversation on Facebook to share your thoughts on the topic. Xin các bạn lưu ý cách phát âm của những từ sau đây. Couple. Difficult. Decorate. Romantic. French. Computer. Program. Software. Engineer. Passion. Xin chân thành cảm ơn những bạn đã tham gia vào chương trình VOA Speak Up qua Google Hangout kỳ này. Những bạn nào quan tâm và có hứng thú tham gia, còn chần chừ gì nữa, hãy kết nối ngay với VOA trên Google Hangout tại địa chỉ voa.tiengvietvideo@gmail.com ngay thôi.